Lan thân mến kính chào quý vị khán thính giả của đài SET với chương trình Mỹ Lan Show được thực hiện hàng tuần trên làn sóng này. Với kết thúc quý vị ngày hôm nay, Mỹ Lan rất là hân hạnh được chào đón nghị viên thành phố Westminster là ông Phát Bùi và ông cũng là chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia Nam California đã có mặt nơi đây để cùng chia sẻ và trình bày cho quý vị về buổi diễn hành Tết Nguyên Đán năm kỷ hợi 2019 trên Đại lộ Bonsa năm nay à, và quý vị cũng biết rằng là mỗi năm chúng ta có diễn hành Tết nhưng mà ngày hôm nay rất là nhiều vấn đề mà mỹ lan phải mời anh pháp bùi lên đây để cùng chia sẻ và trình bày chúng ta rõ ràng hơn mỹ lan thân mến chào anh pháp bùi xin chào ca sĩ mỹ lan và rất là cảm ơn ca cả sĩ mỹ lan đã luôn luôn ủng trợ cho cộng đồng cho diễn hành Tết năm ngoái chúng tôi cũng lên show mỹ lan để mà nói về diễn hành Tết và năm nay lại một lần nữa nhanh quá ha một dạ vâng. năm qua rồi xin kính chào quý vị Dạ vâng thưa anh em thấy năm nay cái chủ đề của buổi diễn hành Tết nguyên đá của chúng ta được là 230 năm à, chiến thắng đóng Đa thưa anh tại sao mình lại chọn cái chủ đề này ạ à? À, vâng Tết năm nay sẽ vào ngày 9 tháng 2 thứ bảy ngày 9 tháng 2 năm 2019 tức là vào đúng ngày mùng năm Tết À, và Tết năm nay Tết năm kỷ hợi thì đúng ngày mùng năm Tết à, cách đây 230 năm là chiến thắng đống đa lừng lẫy của vua Quan Trung lúc đó vua Quan Trung chỉ trong vòng có 5 ngày mà đánh tan 10 wow. vạn quân Thanh à, thành thử đây là một cái kỳ tích vô cùng là quan trọng và vì vậy mà năm nay vì nó vào đúng cái ngày 230 năm trước chiến thắng đống đa mà chúng ta cộng đồng người việt ở nam cali này sẽ chọn chủ đề uh, mừng chiến thắng đống đa của vũ văn trung là chủ đề xuân kỷ hợi năm nay thì chị đúng như vậy như vậy thưa anh thì thường thường Mỹ lan được biết rằng là uh, cộng đồng người việt quốc gia nam cali tổ chức cùng với các hội đoàn đúng không ạ? mỗi năm chúng ta đều có nhưng mà thường thường biết rằng là rất là nhiều tốn kém năm nay thì uh, sự tốn kém như thế nào mình có được thành phố hỗ trợ gì không thưa anh không thưa chị bởi vì thành phố westminster giao cái việc này đây là cái việc diễn hành tết của cộng đồng thành thử ra thành phố chỉ yểm trợ cho chúng ta vào cái việc mà cho giấy phép để mà chúng ta thực hiện tổ chức diễn hành tết và cho chúng ta đóng con đường bô xa thôi còn ngoài ra tất cả mọi chi phí của cảnh sát cũng như là của public works À, chúng ta đều phải trả lương cho tất cả những người đó và không những vậy mà còn phải trả overtime vì vậy mà vào ngày hôm nay à, chúng tôi đã phải trả mua cái cash check và trả cho thành phố số tiền là 58.000 đô la và nó có thể cộng trừ vài ba ngàn thành những chúng tôi dự chi là chi phí cho thành phố là 60.000. Wow. Ngoài ra chi phí cho diễn hành Tết nữa, à, chúng ta phải mướn thuê sân khấu, chúng ta phải à, thuê mướn âm thanh, à, chúng ta còn phải thuê lều, thuê ghế À, vân vân rất là tốn kém và dự trù là cái chi phí cho diễn hành Tết là khoảng à, 120 ngàn cộng thêm những cái chi phí phụ trội như là tiền để mà à, đặt nhà hàng gây quỹ Uh, tiền trả cho ban nhạc vân vân và vân vân thì cứ trung bình mỗi năm như vậy từ 6 năm qua diễn hành Tết tốn kém khoảng từ 13 40 ngàn cho đến 150 ngàn thưa chị Mỹ Lan wow, với một cái số tiền như vậy mà chúng ta vẫn ráng duy trì cái ngày diễn hành Tết là cái truyền thống của Việt Nam chúng ta tại hải ngoại vâng thưa anh như vậy thì uh, được biết rằng là sẽ có nhiều cái phương cách để mà gây quỹ uh, để mà chúng ta có được cái số tiền đó thì anh có thể nói sơ qua chị Mỹ Lan thấy lần thường á là nhiều hội đoàn đoàn thể sẽ tham gia về buổi diễn hành càng đông thì càng vui như vậy là những cái hội đoàn đoàn thể đó muốn đến tham dự thể chất như thế nào ạ? Vâng đúng là như vậy thưa quý vị uh, xin ban kỹ thuật cho cái slide số uh, 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 năm là cái slide, uh, slide chủ đề Tết đó thì trong qua cái slide này quý vị sẽ thấy rằng là uh, chúng ta có cái phướng rất là đẹp ừ. trên cái phướng này có hàng chữ uh, mừng xuân chiến thắng uh, kỷ hội và có hình ảnh vô quan chung và có hàng chữ 230 năm từ năm 1789 là trận chiến thắng đống đa cho đến năm 2019 là 230 năm và phần ở bên dưới là có uh, khoảng uh, bề ngang là 22 uh, 14 inch và bề cao là 12 inch để mà ghi tên các cơ sở thương mại bảo trợ uh, thì và có thể để số phone hoặc để địa chỉ hoặc là để một cái hàng chữ gì mà tùy theo cơ sở của mình muốn thì cái um, phướng này sẽ được treo 30 ngày mỹ lan từ ngày 26 tháng 1 năm 2019 cho đến ngày 17 tháng 2 2019 oh tức là gần một tháng trời và sẽ treo ở trên cột đèn ở dọc theo hai bên đường bôn xa hai mặt đều có in hình màu hết wow. rất là đẹp và hàng ngày mấy chục ngàn chiếc xe lái xe qua họ sẽ thấy uh, cái phướng này cũng như là thấy thương hiệu của mình thì cái giá tiền rất là tượng trưng là chỉ có 250 đô la Mà chúng ta có được một cái phương thiệt đẹp với tên cơ sở của mình Ở trên đại lộ Bông Sa hàng ngày có cả mấy chục ngàn chiếc xe đi qua lại để nhìn thấy Thì mong là quý vị hãy bảo trợ cho diễn hành Tết Để mà chúng tôi có cái phương tiện để mà thực hiện diễn vâng. hành Tết Ngoài ra chúng tôi sẽ có vé sổ số, số Vé sổ số, số là 15 đồng một vé và giải nhất rất là nhiều tiền Giải nhất là 5 ngàn đô la tiền mặt do công ty Lexor bảo trợ Giải thứ nhì là một người bạn thân của chúng ta là Miley Chugori Miley Chugori năm nào cũng bảo trợ hai ounce vàng Nhưng mà năm nay đặc biệt Miley tăng thêm một chút xíu Là bảo trợ hai lượng vàng 4 số 9 Trị wow. giá khoảng 3.000 đô la uh, tiền mặt Và có hai giải thứ ba đồng hạng với nhau uh, Giải nào cũng là 2.000 tiền mặt Thành ra tổng cộng lại có tất là bốn giải Mà chỉ có 15 đồng thôi Và chúng tôi chỉ bán Hy vọng là bán được khoảng 5.000 vé 3.000 vé và cái số tối đa vé mà chúng tôi in ra là chỉ có 5.000 vé sổ số, số thưa quý vị Vâng, thưa quý vị, Mỹ Lan sẽ được lặp lại là yểm trợ vé số thì mỗi năm chúng ta đều có sổ số, số Mà năm nay cái giá uh, uh, giá chúng rất là đặc biệt uh, Vé chỉ có 15 đồng mà thôi Nhưng mà quý vị giải nhất là được 5.000 đô la do công ty Lexo bảo trợ Giải nhì là hai lượng vàng ha Đúng vậy. Hai, hai ao vàng do tiệm vàng Miley bảo trợ. Hai cái giải ba là 2.000 đồng do Magic Matrix bảo trợ và 2.000 đồng do VIP Healthcare bảo trợ và ngày sổ số là ngay đúng cái ngày mà chúng ta diễn hành là ngày thứ bảy 9 tây tháng 2 năm 2019 trên đại lộ Bonsa sau khi chúng ta diễn hành xong chúng ta sẽ sổ số ngay tại chỗ để mà quý vị có thể lãnh giải thưởng ngay do các công ty tài trợ liền à, và quý vị ơi chương trình mà diễn hành chúng ta sẽ bắt đầu từ 8 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa mà vì như vậy chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi mà chúng ta đã tốn trên khoảng 100.000 đồng thành ra ban tổ chức thiết tha kêu gọi đồng hương của chúng ta Hãy cùng góp một bàn tay để chúng ta giữ mãi cái truyền thống này và năm nay cái phướng rất là đẹp để mừng chiến thắng vua Hoang Trung kỷ niệm 230 năm mà quý vị nào mà có những cái business thì quý vị có thể để tên và số phone của mình lên đây để chúng ta bảo trợ chỉ có 250 mỹ kim và vé số thì chỉ có 15 mỹ kim mà em thấy vé số cũng dễ lắm anh Phát. À, quý vị những cơ sở thương mại thay vì chúng ta lì xì cho nhân viên đúng không ạ? Đúng như Chứ vậy. Thì quý vị hãy nên Đà. liên lạc với lại anh Phát Bùi trong ban tổ chức à, số phone đang hiện trên màn hình à, thì quý vị có thể là mình mua vé số mình tặng cho nhau tặng cho nhân viên vừa là một cái hình thức lì xì cho nhân viên nhưng mà nhiều khi biết đâu nhân viên của mình được trúng số thì sao dạ, cái và sát sát cũng là trúng rất là cao rất là tại cao vì à. chỉ có chừng hai ba ngàn vé dạ. số bán được chúng tôi mong như thế và thì, ngoài à... có thể là được mình còn cái cây cái quỹ gì nó không còn, còn các hội còn, đoàn thì còn sao còn hả? thưa chị à, nhưng mà bây giờ quý vị mua vé số có thể đến tiệm vàng Mali tiệm vàng dạ. Mali mở cửa từ khoảng 12 giờ trưa cho đến uh, chiều tối và uh, uh, cũng có thể đến uh, đền Đức Khánh Trần ở ngay trên đường Bông Sa sau tượng Trần Hưng Đạo. À, hoặc là các đến chợ, chợ bán Các chợ, lắm. chợ đều có bán, chợ Á Đông, chợ, chợ Đà Lạt, Farm, chợ MAM, chợ, chợ Green Farm ừ. Và quý vị nào mua ở các hệ thống chợ này Thì uh, trong 15 đồng uh, tiền quý vị trả vé số Thì 2 đô la sẽ được trích ra Để mà tặng cho quỹ của uh, uh, việc Cái nhóm xây uh, tượng, uh, linh tượng Đức Mẹ La Vang Ở nhà thờ dạ Kiến vâng. đó thưa quý vị uh, Ngoài cái việc vé số này ra Chúng ta còn một cái chương trình nữa Rất là hay mà chúng ta sẽ nói rõ hơn vào cái phần uh, phần 2 đó là cái dạ tiệc cây quỹ có nhảy đầm. Nhưng mà trước khi vào cái phần 2 thì chúng tôi xin mời tất cả quý đồng hương hãy đi diễn hành Tết thật đông cũng như là quý vị nào muốn đi diễn hành thì chúng tôi chỉ theo lời yêu cầu thành phố chỉ có 90 đơn vị được đi diễn hành năm nay mà thôi. Thì lệ phí đi diễn hành cho tổ chức bất vụ lợi là 300 đô và các cơ sở thương mại là 600 đô. Thì quý vị đã chúng tôi đã nhận đơn và hạn chót để nhận đơn là ngày 20 tháng 1 thì quý vị cứ đến văn phòng cộng đồng ở số 13127 đường Brookhurst Street hoặc là cứ gọi điện thoại cho chúng tôi để chúng tôi hướng dẫn quý vị cách thẻ lệ nộp đơn thưa quý vị. Vâng, một lần nữa với số điện thoại của anh Phát Bùi đó là 714 713 4079 714 713 4079 Vâng, để quý vị có thể hỏi thăm tất cả những cái chương trình để chúng ta có thể diễn hành ngay trong ngày hôm đó và cũng như là bảo trợ những tấm vé số, mua một số lượng lớn để chúng ta gửi tặng cho nhân viên vân vân và sau một vài giây thương mại của các cơ sở thương mại của đài chúng tôi sẽ trở lại với một cái chương trình giả trí gây quyệt thật là hấp dẫn mà hàng năm chúng tôi đều tổ chức mời quý vị vẫn cố gắng theo dõi ạ vẫn giữ màn hình cho đài SCTV chương trình Mỹ Lan Show với sự hiện diện của nghị viên thành phố Westminster là ông Phát Bùi và ông cũng là chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia Nam California trình bày với chúng ta về buổi diễn hành Tết Nguyên Đán sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy chín à, tháng 9 năm tháng 2 à, năm 2019 tại đại lộ Bonsa với chủ đề năm nay kỷ niệm 230 năm chiến thắng đống đa của vua quang trung anh ơi bây giờ nãy giờ chúng ta đã nói về những cái uh, quý vị có thể đóng góp một tay qua những chương trình bán vé số 15 đồng một vé mà chúng ta được rất là nhiều giải thưởng là 5.000 mỹ kim do công ty lexor bảo trợ hai là hai ao vàng do công ty mali bảo trợ là giải nhì và hai giải ba là 2.000 mỹ kim do magic madrid bảo trợ và 2.000 mỹ kim của vfp healthcare bảo trợ và ngày sổ số, số vẫn là ngay cái ngày diễn hành đó là ngày thứ bảy 9 tây tháng 2 2019 lúc 12 giờ uh, uh, chiều. À, quý vị ơi liên lạc ngay với giá vé chỉ có 15 mỹ kim cho một tấm vé số và quý vị cũng có thể bảo trợ cho một cái phướng uh, để chúng ta có thể giới thiệu những cơ sở thương mại của mình Tấm phước này là chỉ, chỉ có 250 Mỹ Kim bảo trợ Sẽ được treo trên đại lộ Bunsa suốt một dọc đường như vậy suốt trong vòng từ 26 tháng giêng cho tới 17 tháng 2 gần một tháng trời để chúng ta có thể giúp đỡ cho cộng đồng để tổ chức buổi diễn hành kỷ niệm hàng năm và quý vị cũng có thể ghi danh để mà chúng ta tham dự cái chương trình diễn hành năm nay và tối đa chỉ có 90 đơn vị thành quý vị phải nên ghi danh ngay nếu không là mình không còn chỗ để mà quý vị đi diễn hành chỉ có 300 đồng cho những tổ chức bất vụ lợi 600 đồng cho những cơ sở thương mại và thời hạn hạn nhận đơn cuối cùng chỉ là vào ngày uh, từ 20 tây tháng 12 cho đến ngày 20 tây tháng Giêng. 20 tây tháng Giêng là hết hạn rồi nha quý vị. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với ông um, Phát Bùi uh, với số điện thoại là 714 713 4079. Rất cảm ơn quý vị. Rồi, bây giờ mình trở lại một cái chương trình văn nghệ thì cây quỷ rất là hấp dẫn. Xin mời ai có chương cho trình kiểu. này rất là náo nhiệt và thưa quý vị với các thành phần mà Ca sĩ do chị Mai Ly đã đứng ra kêu gọi thì năm nào cũng vậy chị Mai Ly đứng ra đảm nhận cái việc mà tổ chức cái tiệc cây quỹ này Thì thành phần ca sĩ mà chị Mai Ly đã mời gọi thật là hùng hậu Với ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, ca sĩ Lệ Thu, ca sĩ Mai Lệ Huyền, ca sĩ sĩ Trang Thanh Lan, Tuấn Vũ, uh, Tuấn Châu Bây uh, à, uh, thấy là có Nguyễn Lê Hoàng Hiệp nè Dạ rồi có Nguyễn Tiến Dũng, có Lưu Việt Hùng, có Mai wow, Quốc Huy, quá. Uh, có Khánh Đặng Hoàng. Hà Huy, uh, uh, Đăng Vũ vân vân, Đông lắm đúng quá. quý vị. Đông quá. Có và MC Giáng Ngọc, này, MC Đỗ Tân Khoa, rồi Ngọc Ngữ, rồi Băng Nhi, rồi, Đức rồi Tiến. Băng Nhạc, luôn của anh Trung Nghĩa nữa, 10 ngón tay vàng. Wow, chương dạ, dạ, trình rất là hấp dẫn. Băng Nhạc rất là hùng hậu. Anh Trung Nghĩa, 10 ngón tay vàng. À, có Di và Ái và dì Hồng Sâm nữa nè. Dạ, có Ái Hồng Sâm, rồi MC Đỗ Tân Khoa, và The Food chót chúng tôi được biết... MC Quốc Thái cũng sẽ đến tham dự wow. và à, cùng à, giúp cho ban tổ chức Thì à, tiệc cây quỹ sẽ vào ngày thứ sáu, ngày 18 tháng 1 năm 2019 Tức là khoảng 2 tuần nữa thưa quý vị Bắt đầu từ 6 giờ rưỡi ngày à, thứ sáu, 18 tháng 1 Tại Golden Sea và à, à, phần à, thức ăn sẽ có tất cả là 7 món Và Mai Ly đã chọn nhiều món rất là wow. ngon cho quý vị à, thưởng thức Golden Sea là trên đường Cátela, góc đường, đường, à, đường Brookhurst Brookha và Cátela dạ. Và thưa quý vị sau cái phần mà các ca sĩ hát thì cũng sẽ có cái phần dạ vũ để chúng ta vui đón cuối năm tất niên Mong là quý vị sẽ đến vé đồng hạng chỉ có 50 đồng để mà chúng ta có thể có cái ngân quỹ yểm trợ cho những hành tết Và vé VIP là 65 đồng thì Vé VIP sẽ có thêm một chai cô nhắc do ban tổ chức Đài Thọ Thưa quý vị tiệc này sẽ rất là vui và rất là hay Và chúng tôi... Hiện giờ đã bán được khoảng 45 bàn, gần 50 bàn rồi. Còn lại một ít bàn nữa mong là quý đồng hương sẽ yểm trợ cho ban tổ chức diễn hành Tết để chúng ta và vừa đủ 55 bàn cho còn 10 bàn nữa thưa thưa chị. Ô, chỉ còn có 10 bàn nữa thôi. Thật ra quý vị ơi, quý vị nào mà đang muốn những gia đình mình đến uh, vui chơi, chúng ta chuẩn bị đón mừng năm mới à, rồi cũng ủng hộ cho uh, cộng đồng người Việt của chúng ta tại vì mỗi năm chúng ta phải giữ cái truyền thống này mà năm nay là chi phí rất là nhiều phải trên cả trăm ngàn mỹ kim. Thật ra ban tổ chức đã có rất là nhiều cách để chúng ta gây quỹ. Một lần nữa thân mời quý vị hãy đến với lại đêm dạ tiệc gây quỹ cho được buổi diễn hành Tết sẽ được tổ chức vào ngày thứ sáu mười tám tây tháng giêng à, đúng sáu giờ ba chiều chúng ta sẽ có rất là nhiều à, anh chị em nghệ sĩ và một chương trình dạ vũ thật là tuyệt vời để chúng ta vừa vừa là vui chơi vừa để chúng ta đóng góp một phần nào đó và ngày hôm đó cũng có bán vé số tại chỗ luôn không anh đúng vậy cũng à, có bán vé số dạ. tại chỗ và ngày hôm đó thưa quý vị à, tôi cũng sẽ mang cây đàn violon đến <laughs> để mà cùng à, với lại ban nhạc à của anh Trung nghĩa hòa nhạc và đệm cho các ca sĩ hát cũng như là cho quý vị nghe mong rằng là chúng tôi sẽ được sự hưởng ứng tiếp tay của quý vị để chúng ta có được một chương trình diễn hành Tết thật là hay cũng như là thật là huy huy hoàng thưa quý vị nếu mà hội trợ Tết là sân chơi của chúng của cộng đồng chúng ta trong 3 ngày Tết thì diễn hành Tết nó là cái bề mặt hãnh diện của cộng đồng chúng ta bởi vì nó nói đến cái sự thành công của chúng ta cũng giống như là Rose Parade mặc dù Rose Parade họ cái ngân quỹ của họ lên đến cả hàng chục triệu đô la à, và dĩ nhiên với hàng chục triệu đô la vậy thì xe hoa của họ nó đẹp hơn nhưng mà diễn hành Tết của ta cũng không kém phần trang trọng thưa quý vị à, mong rằng quý vị sẽ hứng hứng cho chúng tôi à, năm nay chúng tôi đang cố gắng thực hiện tượng vua quan trung cũng như là tượng đức trần hưng đạo để đi diễn hành trong ba ngày Tết và quý vị lúc nãy nghe nói đến nghe chị mỹ lan nói đến cái phướng rất là đẹp yeah. treo 30 ngày trên dọc theo hai bên đường Bôn sa thì cái phướng này quý vị thấy đẹp lắm à, Sau khi, chỉ có 250 la mà được treo tới 30 ngày hàng ngày có cả mấy chục ngàn chiếc xe chạy qua chạy lại à, Thì thưa quý vị sau khi mà treo xong Thì ban tổ chức sẽ khi mà hạ cái phướng này xuống Thì sẽ gửi tặng lại cho các cơ sở thương mại Để có thể treo trong phòng của mình dạ. Trong văn phòng của mình để mà, mà kỷ niệm thưa quý vị Và mong là quý vị sẽ ủng trợ chúng tôi Hiện giờ chúng tôi chỉ có được khoảng 50 chỗ Để treo phướng này trên đường Bôn Sa và chúng tôi đã bán được khoảng 25 phướng rồi. Wow. À, còn yeah. lại khoảng 25 phướng nữa thì mong quý vị giúp chúng tôi uh, ghi tên uh, bảo trợ giá thật là nhanh để mà chúng tôi còn kịp in và mang ra treo vào ngày 10 uh, 17 tháng 6 phải không? Ngày 26 tháng 1, tôi xin lỗi ngày 26 tháng 1 uh, năm 2019 và sẽ được gỡ xuống vào ngày 17 tháng 2 năm 2019. Có nghĩa là mình sẽ treo trước Tết là ngày 26 tới tháng Giêng thì ban tổ chức sẽ treo lên 50 cái phướn này trên đại lộ Bonsa và đến ngày 17 tới tháng 2 là quý vị mới mới hạ xuống thôi. Thật ra quý vị ơi, chúng ta cùng đóng góp theo khả năng của mọi người. Các cơ sở thương mại thì giúp đỡ cho ban tổ chức để treo những cái phướn này lên giới thiệu những cơ sở thương mại của mình. À, còn đồng hương của chúng ta có thể đến tham dự tiệc gây quỹ được tổ chức vào ngày thứ sáu à, sắp tới đây là ngày 18 tháng Tháng Giêng thứ sáu uh, Tại Golden Sea uh, Restaurant Giá vé chỉ có 50 Mỹ Kim Chúng ta có một buổi văn nghệ thật là đông Ca sĩ có thể nói là rất là hùng hậu từ trước cho tới nay Và uh, quý vị cũng có thể ủng hộ Bằng những tấm vé số chỉ có 15 Mỹ Kim uh, Và mỹ Lan thấy rằng là uh, Đặc biệt nhất là uh, Buổi diễn hành này cũng nói lên Cái khí thế của người Việt Nam của chúng ta Các cơ sở thương mại hoặc là tổ chức bất vụ lợi Chúng ta Uh, ghi danh để chúng ta tham dự được tới 90 đơn vị trong cái cái kỳ mà diễn hành này mà ba đồng là cho những cái tổ chức hội đoàn đoàn thể bất vụ lợi nhưng mà các cơ sở thương mại mình có thể ghi danh chỉ có 600 đồng mà thôi vừa chúng ta đóng góp cho cộng đồng vừa là chúng ta có thể cho người ngoại quốc nhìn vào cảm thấy đây là một sự thành công của người Việt Nam của chúng ta tại hải ngoại vâng. uh, và cái đại lộ Buôn Sa này sẽ đưa lên tất cả những hình ảnh uh, chưa kể là những đài truyền hình Đà. phát thanh truyền thông sẽ đưa lên tất cả những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này mà Chúng ta cũng muốn cho người ngoại quốc biết là cái sự hùng mạnh, sự thành công của người Việt chúng ta tại Hải Ngoại như thế nào. Một lần nữa mọi chi tiết, xin quý vị cứ liên lạc với anh Phát Bùi qua số điện thoại 714-713-4079, 714-713-4079. Và hiện giờ chúng tôi đã có 50 hội đoàn đã ghi danh, dạ. còn lại 40 hội đoàn ghi danh trong 2 tuần nữa thì... Chúng tôi mong quý vị hãy ghi danh cho, cho nhanh để chúng tôi sớm sắp xếp. Yeah. Và trước khi uh, dứt lời chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Michael đào Medical Group đã một lần nữa năm thứ hai bảo trợ title sponsor với cái giá tiền là 20.000 đô la. Và cũng xin cảm trợ EV Princess và Lexer đã bảo trợ 5.000 đô la mỗi cơ sở thương mại để bảo trợ 5.000. Và các uh, quý vị mạnh thường quân như là bác sĩ Trương Văn Như, uh, Miley Chugori, Melenzi đã bảo trợ 3.000 đô và Magic Mattress và VIP Healthcare bảo trợ 2.000 và cũng có rất nhiều các cơ sở khác như là Global Premier Farmer Insurance của anh Hùng Nguyễn Agent đã cũng đã bảo trợ chúng tôi và đặc biệt là cảm ơn SET, SBTN và nhiều đài truyền hình khác như là Asian World Media, Little Sài Gòn TV, Vkeo TV và VNA cũng đã bảo trợ cho chúng dạ, tôi. Vâng. vâng, cảm ơn anh Bùi Phát rất là nhiều và cũng như khán thính giả đã theo dõi chương trình Mỹ Lan Show ngày hôm nay. Chắc là hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Mỹ Lan và anh Phát Bùi xin, xin thân mến kính chào quý vị. Xin kính chào và cũng xin cảm ơn Mỹ Lan đã luôn luôn yểm trợ cho cộng đồng và cho diễn hành Tết.